Nằm trong các hoạt động hưởng ứng lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, đoàn cơ sở công an huyện Bến Lức phối hợp huyện đoàn tổ chức tuyên truyền tập quấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho đoàn viên thanh niên và học sinh. Đoàn viên thanh niên và học sinh được phổ biến kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, những biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đồng thời được hướng dẫn kỹ năng thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra, nghe giới thiệu về tính năng tác dụng của các phương tiện chữa cháy, cách sử dụng bình chữa cháy sách tay dập tắt đám cháy, qua đó trang bị kiến thức cần thiết để chủ động phòng ngừa sẵn sàng xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống cháy nổ xảy ra